Xin chào tất cả các bạn. Xin lỗi là mình uống một chén nước để cho người đỡ bị khô. Vừa nãy thì đứng ở trời nắng rất là nắng, thiếu nước. Thì hôm nay thì mình xin giới thiệu và chia sẻ với các bạn một trong 3 đến 4 tác phẩm mà tại vườn nhà bác Ngọ chuẩn bị cho cái chương trình di chuyển cây đến tại cái triển lãm tại Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Đây là một cái triển lãm rất là quan trọng để là cái nơi giao lưu và kết kết bạn với nhau, là cái nơi mà hội tụ rất là nhiều tác phẩm đẹp. Thì bây giờ mình sẽ ra mình chia sẻ với các bạn những cái cây mà chuẩn bị đến dự triển lãm ngày mùng 6 tới đây các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ đi ra một bên ngoài. Các bạn bấm vào biểu tượng YouTube, bấm vào đây. Sau đó là cái phần là tìm kiếm, các bạn bấm vào bấm bonsai channel tìm kiếm, bấm vào đăng ký kênh. Sau đó là các bạn bấm vào nút chuông đấy, nút chuông. Phía sau mình là các bạn đang nhìn thấy lấp ló, phía sau là có 3 cây chính tham dự triển lãm ở lần này, hội sinh vật cảnh tại Gia Lâm. Thì thưa các bạn, đây là một cây xanh cổ, cây xanh số 1 đây là cây này để các bạn biết là đang bám ôm chặt vào cái viên đá, đúng không nào? Cây kế bên các bạn có thể nhìn thấy bên này đó, cây này chúng ta sẽ nhìn thấy rất là quen thuộc, đúng không ạ? Bác ý hôm nay bác ý tỉa, các bạn thấy là tỉa tỉa hết răng rồi, chủ động tỉa răng và nó đang ra cái đọt non, rất nhiều đọt non, thân cây rất là già già trắng mốc luôn, trắng mốc. Trên này thì không biết là có bao nhiêu thân, mình thử đếm xem đến là bao nhiêu thân các bạn nhé. Các bạn thấy bị rung không nào? Để mình kiểm tra xem cái chống rung của mình tại sao nó lại như vậy. Đấy, mình phải cầm ở đây. Cái này nó cho chúng ta di chuyển, cho chúng ta di chuyển, chúng ta để một chỗ thì nó không ổn. Đấy, mình thì để một chỗ các bạn nhé, xem lại này. Mình sẽ đếm xem bao thân các bạn nhé. Một thân, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10, 11, 12, 13, 14 thân. 14 thân. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 thân các bạn. 14 thân. 14 thân xòe đều ra các tứ phía. Địa y và địa y này. Địa y đã mọc mọc ở trên này. Đấy. Rêu địa y mọc trắng luôn, trắng toát. Chi dăm thì già già đanh luôn. Đấy. Đọt non đang đang phun rồi này. Đây các bạn nhìn. Già trắng luôn. Đây là xanh xanh thường chứ không phải xanh năm điển. Một cây xanh cổ. Đây, cây này là tham dự. Tham dự triển lãm ở Ninh Hiệp các bạn. Ok, mọi người thấy chưa? Mình sẽ quay ở xung quanh cho các bạn xem. Theo bác chủ nói thì là bộ có 4 tác phẩm để tham dự triển lãm lần này. Triển lãm Ninh Hiệp lần này nhé. Mình cũng hy vọng là gặp các bạn ở triển lãm Ninh Hiệp. Các bạn nhìn này. Rất là nhiều rễ. Nhưng mà là kiểu chế tác theo kiểu dáng cổ. Cổ. Các bạn thấy chưa? Đó. Rồi mình đi một vòng rồi. Đi sang tiếp cái cây vừa nãy nhé. Đây, các bạn nhìn chưa? Đây là cái thứ hai. Đây. Cái dạ, lá bắt đầu phun hết rồi. Lá non nó phun ẩm. Mùa này phun thuốc một cái là nó sẽ không bị dẹp giận, nó bám mà. Nhìn rất thích này.
giả, nó giả đành tận cái chi nhánh cuối cùng, rất giả. Đây là một đám này, đấy, một cái tán này này. Dưới đây này có một cái tượng, đặt tượng Lỗ Chí Thâm. Các bạn ơi, cái Ninh Hiệp là hình như là gần Bắc Ninh đúng không nào? Thế thì Bắc Ninh thì cũng rất là nhiều những đại gia chơi cảnh và những người mà nhà vườn lớn ở Bắc Ninh. Đây các bạn. Đây, phần đế này. Ôm chặt lấy viên đá này. Đấy. Đấy, đây thì gồm có ba thân chính này. Đuổi nhau này. Đấy. Nhìn rất phê đúng không? Ok, đây là tác phẩm thứ hai. Chúng ta sẽ sang cái cây thứ ba dự triển lãm nhé. Đây. Bạn. Em thấy không? Bạn thấy rõ chưa? Đây, xem phần bệ này. À, anh em mà xem trên này nhớ ủng hộ kênh, bấm kênh đăng ký nhé và comment để chúng ta là bạn với nhau nhé. Kết bạn với nhau trên Facebook. Các bạn thể gõ Facebook là Tuấn Bonsai thì ra kênh của mình, trên Facebook của mình kết bạn với mình nhé. Nhiều bạn kết bạn quá thì các bạn có để lại tin nhắn để mình biết nhé. Đây thì không xuống lá mà cắt thu lại. Vẫn còn lá này các bạn. Đấy. Bông tán. Cây này hai thân. Dáng này dáng gọi là huynh đệ hoặc là song thụ này. Quá đẹp. Trên này có những cái sẹo này, tạo sẹo này. Đấy. Mình sẽ đi vòng các bạn nhé. Đó. Các bạn mà ở ở Gia Lâm thì các bạn ấy xem lại cái video mà có thể xem lại cây này của bác nhé tại triển lãm nhé. Đấy. Cây thì chiều cũng bắt đầu chuyển đi rồi. Đây là tác phẩm thứ ba các bạn. Các bông chi, dăm chi các bạn nhìn này, nó không bị che mất đúng không nào? Nhìn ở góc nào nó bị thoáng. Đấy. Nhìn xa xa thì chúng ta sẽ thấy một cái bông bên kia. Đấy, rất là thoáng, tay chi cành rất đều. Đấy, và hai cái thân nó quyện vào nhau. Tay cành nó đan xen đối xứng với nhau. Nó rất là ấm. Các bạn nào xem một cái cây này ở trên tại triển lãm thì các bạn hãy comment nhé để mình biết nhé. Các bạn nhớ comment nhé. Đấy. Đấy phần bệ này. Bệ. Rồi chúng ta xem một cái cây thứ tư ở chậu thứ tư. Chúng ta sẽ sang bên này các bạn nhé. Đây. Cái tay này của mình này. Đây là cây xanh Nam Điền các bạn. Xanh Nam Điền. Cây này thân nạc rất đẹp. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đâu đó rồi đúng không nào? Bác triển lãm bác đó cho đi. À, mang đi. Cây cực đẹp luôn. Thân nạc. Bệ đều. Nằm trong cái chậu khá là vừa vặn. Rất là cân đối. Chúng ta sẽ cận cảnh để xem. Xem cái bệ này các bạn ơi. Đây, bệ này. Đây, bệ này.
check đi anh ở trên chút. Anh em nhìn thấy rõ không? Đấy, bể đã hơi rung. Cái máy của mình nó phải bắt mình cầm đi. Mình đang sử dụng cái chống rung này là nó báo mình. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Đây là chậu thứ tư các bạn. Đó, tất cả cái khu những cái chậu cây đây đã được chi răm, bác đã chỉnh sửa hết rồi. Ok, bạn thấy chưa? Ok, mình sẽ lấy cái giấy mời để các bạn xem là cái địa chỉ chính xác đấy. Nếu anh em mà có thời gian hãy đến để chiêm ngưỡng tác phẩm ở triển lãm ở Ninh Hiệp các bạn. Đây, để cho anh em cùng ngắm. Đây mình đang đứng dưới gốc cây này. Cái rễ nó xù xì tạo thành cái đồng xu rất là đẹp, thân bốc trắng. Nhìn rất là phê, rất thích các bạn. Ok, đó là 4 tác phẩm. Ok, còn vài tác phẩm nữa các bạn ơi. Nhìn thích lắm. Cái này cũng chi răm rất kỹ này. Da mầm đấy. Em nhìn thấy chưa? Chi răm rất dày. Thân trắng toát. Này các bạn nhìn thấy không? Chỉ dằm cái này không? Quá phê luôn. Rất là kịp. Ok, thì mình vừa chia sẻ với các bạn 3 trong 4 tất cả các tác phẩm tham dự cái triển lãm cây cảnh nghệ thuật diễn ra tại Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Các bạn sẽ được chứng kiến rất nhiều các tác phẩm tại đây. Thì cụ thể là một trong những tác phẩm được đóng góp trong cái triển lãm lần này là chính là tác phẩm của bác Ngọ ở Đồng Trúc.
Thì ở video này thì tôi mong muốn các bạn là giúp tôi là đăng ký kênh và bấm nút chuông, chia sẻ video để tôi có một cái động lực rất mạnh để chia sẻ với tất cả các anh chị em, các bạn yêu thích cây cảnh trong mọi miền Tổ quốc. Và các bạn hãy đến cái triển lãm sinh vật cảnh nghệ thuật lần thứ 3 tổ chức tại Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Các bạn hãy đến đây để chiêm ngưỡng hàng trăm các tác phẩm đẹp nhất tại khu vực miền Bắc. Và trân trọng cảm ơn giúp mình đăng ký kênh và chia sẻ video này. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào mọi người nhé.